Quý vị đang ngắm nhìn đây là con đường mang tên Trường Chinh, một trong những cái cung đường chính để dẫn vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi được mở rộng và nâng cấp từ đoạn khu vực của ngã ba Mũi Tàu giữa Trường Chinh và đường Cộng Hòa, thì trước kia ở gần đoạn đó mình sẽ có một bến xe Tây Ninh. Sau này bến xe được di dời và chúng ta đến với con đường Trường Chinh này với nhiều làn xe đã giúp cho cái vùng đất của quận 12, khu vực cầu Thâm Lương đổ dài về tới khu vực của ngã tư An Sương và vượt qua, đó là khu vực của Hóc Môn. Quý vị từng nghe đến những cái địa danh như là 18 thôn Vườn Chầu rồi ngã ba Dòng thì đã phát triển rất mạnh mẽ, và khu vực bên đó bây giờ hiện tại có khá là nhiều những cái khu dân cư mới và những căn hộ cao cấp được mọc lên với nhiều tầng. Chính vì điều đó thì con đường Trường Chinh đã trở nên là một cái giao lộ chính với lưu lượng xe rất đông. Ngoài ra thì quý vị cũng biết con đường Trường Chinh này sẽ nối dài và kết nối vào quốc lộ 22 để đưa quý vị mình đến được với khu vực của tỉnh Tây Ninh. Mình sẽ đi qua địa phận Củ Chi, Trảng Bàng của Tây Ninh, sau đó chúng ta đến được với khu vực của Gò Dầu và đến với cửa khẩu Mộc Bài. Đây là một con đường chính huyết mạch để giao thương cùng với đất nước bạn Campuchia. Và nếu từ thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm, chúng ta chỉ cần đi khoảng hơn 3 tiếng thì có thể đến được với thủ đô Phnom Penh với những ngày vắng xe. Tuy nhiên với cái tốc độ phát triển và sự lớn mạnh của các khu đô thị, khu dân cư ở vùng đất Hóc Môn, rồi Củ Chi đã làm cho con đường này trở nên quá tải. Ngày hôm nay điểm chính mà Thịnh muốn chia sẻ với tất cả quý vị, ngoài các con đường Trường Chinh rộng lớn thì ở phía trước đang có một cái công trình mà chúng ta sẽ đi xuyên qua nó. Đây là công trình nút giao 3 tầng đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó sẽ gồm một cái tầng hầm, gồm hai cái đoạn hầm N1, tức là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến khu vực của Củ Chi theo hướng mà Thịnh đang chạy. Và hướng 2 là hướng N2, cũng là một đường hầm chạy từ hướng khu vực của Hóc Môn chạy về đến trung tâm và đi qua. Ở trên là một cái đường mặt đất. Và trên phía cao quý vị đang nhìn thấy đó chính là cái khu vực của cầu vượt An Sương. Như thấy đây là một cái gọi là ngã tư An Sương. Cái cây cầu vượt đó chạy và nó dài vào quốc lộ 1A. Và quý vị cũng từng hay nghe nói đến đó là con đường Vành Đai, hay là mình gọi là xa lộ Đại Hàn. Vì nó được xây dựng vào khoảng năm 1969-70 do các công binh của Đại Hàn qua đây để xây dựng cho chúng ta con đường đó. Nên là quý vị thấy cái tên của nó đã gợi nhớ cho một thời của đất Sài Gòn trước kia đây. Và sau khi mình đi qua khỏi khu vực của hầm chui thì chúng ta đến được cái khu vực này, đó chính là cái khu vực của Hóc Môn. Phía bên tay trái nơi có cái cầu vượt đi vào trong đó chính là khu vực bến xe Tây Ninh mới để đi về các cái tỉnh của khu vực Tây Ninh và một số tỉnh thành ở miền Đông Nam Bộ hoặc là ở vùng đất Tây Nguyên cũng có thể đi được. Đó, quý vị thấy lưu lượng xe rất là đông, mặc dù Thịnh đang đi là giờ này không phải là giờ cao điểm mà chúng ta cũng vẫn thấy rất là nhiều như thế này. Đó là một vài chia sẻ của Thịnh về cái hầm chui. Riêng cái hầm chui này thì được xây dựng từ năm 2017. Sau một năm thì hoàn thành được cái hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến khu vực của Hóc Môn. Và chính thức vào năm 2020 thì bắt đầu mới khánh thành và thông xe cho cái tuyến, cái chiều ngược lại mà chiều Thịnh đang đi. Đã tạo thành một cái đường liên kết rất là hay. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.